Xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay ngày 19 tháng 9 năm 2023. Gia đình sưu tầm một ít được một ít lan hàng rời và hàng nguyên bản giới thiệu anh em. Chủ yếu là ít hàng trồn và hàng ý ngọc và có một mã hoàng thảo u lùi anh em nhé. Giới thiệu với anh em sưu tầm làm giống. Mã trồn này rất là đẹp anh em. Đấy. Chủ yếu là dòng lá ngắn, lá rụt, lá xếp anh em nhé. Ở đây có một mã, đó là mã số 1. Mã này rất là đẹp anh em ạ. Đây ạ. Mã này thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá anh em nhé. Gần như là lá là không bị lỗi. Gần như là không bị lỗi. Quá trình vận chuyển nó không bị lỗi. Còn đây là nó từ rừng về thì nó không sao cả. Đấy. Lá không bị hỏng anh em nhé. Mã này có 7 cặp lá mà lá rất là to, lá xếp. Đấy. Mã này có giá là 130.000 đồng cái cây này. Đấy. Sang cái mã thứ hai, mã này cũng rất là đẹp. Cũng 120.000 đồng thôi. Đây anh em xem cái cây nó lá nó rất là ngắn và lá rụt rất là đẹp. Đều lá. Đấy. Được 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá cây này. Cây thứ hai cũng dòng như vậy. Cây này có 1, 2, 3, 4 cặp lá. 4, 5 cặp lá anh em nhé. Đấy. Lá rất là đẹp, lá xếp. Đấy. Cây này thì lá to hơn. Cây to hơn. Cây này được 4 cặp lá. Và mã này nó có giá là 120.000 đồng thôi, rất là rẻ anh em nhé. Sưu tầm làm giống, cái dòng này bây giờ nó cũng ít, không nhiều lắm. Mã số 3 cũng 140.000 đồng. Đấy, một cây này. Anh em xem nhá. Hai. Cái đây là không phải là mang về đây mới hỏng đâu mà đây là nó đã bị thắt từ rừng rồi nhá anh em nhé, không phải nó bị thối nhũn đâu. Hai. 3 4 5 có 5 cây anh em nhé. Mã này nhiều cây hơn mà cây cũng đẹp. Giá 140.000 đồng. Sang mã số 4 120.000 đồng thôi. Hai cây này rất là đẹp này anh em. Đấy, hai cây này nó kẹp nhau này. Đấy, quả hoa của vụ trước đấy ạ. Này, hai cây 3 4 5 5 cây với chỉ có giá là 120.000 đồng thôi. Sang một cái mã này cây tổng hợp cả vừa cả hơi nhỏ một chút chỉ có 60.000 đồng anh em. Cái đống này này rất là nhiều cây đến thân cho anh em. Ở đây là hai cây này, 2 3 đây cây này cây to này, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cây. 15 cây cả một đống to này có 60.000 đồng thôi anh em nhé, mã số 5. Đấy. Và sang những cái mã khác, dòng khác, đó là hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo u lồi thì mã số 6, 100.000 đồng. Cái dòng hoàng thảo u lồi này ở trên rừng cũng rất là ít, không có nhiều lắm. Đấy. Đây là có hai mẫu này thì có hai thân. Đấy, họ bổ cả một cái mẫu cây về. Có hai thân thôi anh em nhé, mẫu này. Và một mẫu bên này cũng hai thân. Đấy. Mã này. 100.000 đồng anh em nhé. Dòng này bây giờ nó ít rồi, không nhiều lắm. Chỉ có 100.000 đồng thôi. Sang mã số 4. À xin lỗi, mã số 7. Hoàng thảo ý ngọc. Cái mẫu cây này nó hơi to một chút nhưng mà cũng không nặng lắm nữa anh em nhé. Vì là cây nó khô rồi. Đấy, mã này thì được rất là nhiều thân tơ. Đấy, thân mà thân rất to anh em nhé. Đấy. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 thân tơ. Đấy, đang trong quá trình thắt ngọn rồi. 140.000 đồng anh em nhé. Nếu anh em lấy thì
Phí ship thì anh em chịu 50-50, nó khoảng 40.000 anh em chịu cùng hộ 20.000 nhá. Và sang mã số tiếp theo, mã số 8. Cũng 100.000 đồng. Đây, mã này thì cũng rất là đẹp. Đấy. Mã này thì được tương đối nhiều thân tơ, được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thân tơ anh em nhé. 100.000 đồng mã số 8. Mã này thì phí ship nó ít hơn. Sang cái mã cuối cùng cũng là hoàng thảo ý ngọc, còn là chủ yếu là nguyên bản đó anh em. 100.000 đồng, ở trong này có 4 mẫu. Đấy, mẫu thứ nhất ạ. Đây, mẫu này thì có hai thân tơ này. Mẫu này cũng có hai thân tơ này. Đấy, mẫu nó cũng bé thôi, không sợ phí ship nhiều đâu anh em nhé. Mẫu này thì nhiều hơn. Mẫu này được 1, 2, 3, 4, 5. 5 thân tơ. Và mẫu này thì rất là nhiều. Cũng 6, 7, 8 thân tơ gì đấy. Và cái mã này thì được 4 mẫu cũng chỉ có giá là 100.000 đồng thôi. Đấy. Rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video. Gia đình hôm nay lên chỉ có 9 mã như vậy thôi. Anh em nhanh tay chốt được cho mình mã ưng ý nha. Mong anh em ấn nút đăng ký và nút chia sẻ để nhiều người biết đến. Chào anh em.